xin tiếp theo mỗi số TT044 bạn Lê Văn Thả Minh, một bạn nữ. Vâng, vỗ tay nào các bạn ơi. Một bạn nữ. Yeah. Yeah. Đó, xin mời bạn Minh rồi này. Gửi lời chào tất cả mọi người nào. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến các vị ban giám khảo, ban nhạc và cùng anh chị và các bạn đang ngồi xem tiếng hát tuần hôm nay. Bắt tay cái. Lúc nãy đầu giờ Jerry kêu mọi người xuống lấy số danh điểm danh. Bạn vừa có tập Phi Trịnh Vũ, tiếng hát các bạn thất thanh hay là hát không micro mà với đang Hoa Long nói là hay rồi, đúng không? Thất thanh. Thất thanh. Thất thanh là cái tắt tiếng đó em. Ok. Xin lỗi. Em lộn. Mình gửi lời chào rồi đúng không? Rồi ok, vậy bạn có thể cho mình biết là ngày hôm nay bạn đến đây với ai không? Bạn chỉ đi một mình thôi, đúng rồi, tại vì mình biết bạn đi một mình mình mới hỏi á. Đây là cô gái đi thi quấy đầu tiên trong đêm nhưng mà là thứ 6 thi một mình. Các bạn nam ơi, vỗ tay nhiệt tình cho xíu nào. Rồi thi nha, rồi. I'm so glad you came.
Bạn cho hỏi cái khi mà bạn nghe hai sinh đàn với bạn Đại Dương hát là bạn có bị tâm lý không? Không hề đúng không? Như vậy là do định mệnh. Xin mời các bạn có đông ạ. Rồi, xin chào Khả My ạ, tôi xin lời giải thích cuộc thi của bạn. Thì trước tiên là nhìn bạn rất là dễ thương và lúc bạn đi xuống thì tự nhiên cái bạn Jerry giới thiệu một bạn nữ. Và lúc bạn đi xuống thì tự nhiên cái bạn ớ lên. Nhưng mà cuối cùng thì bạn cũng là nữ. Ơi, anh học kiểu của em có gì mà vô mới sợ. Và bạn rất là thích phong cách biểu diễn của bạn, nó rất là tự tin. Và bản lĩnh trên sân khấu bạn có. Cho nên là bạn hát cái bài hát này, cái sắc thái của nó đúng với cái yêu cầu của bài hát. Đây là một cái bài hát có mang tính tới R&B và nó cũng khá là khó hát bởi vì nó chạy chữ rất là nhanh. Và cái tiết tấu của nó để mà giữ nhịp thì cũng rất là khó và bạn làm được điều đó tương đối tốt. Có cái đoạn linh tông á thì hơi chật ra ngoài chút nhưng sau thì bạn kéo lại được. Cái đó thì cũng chấp nhận được. Cái giọng hát của bạn là một giọng hát nó khá là có cá tính và nó phù hợp với bài hát này, những cái thể loại tiết tấu giống như vậy thì bạn chọn bài hát rất là phù hợp. Cái giọng hát của bạn là một giọng hát nó khá là bay bổng, nó có cái sự mềm mại ở trong đó. Nhưng mà mình thấy nó còn thiếu một cái điều, đó là cái khó nói luôn vậy. Bỏ luôn. Thì tại vì mình thấy là cái tempo bài hát nó hơi nhanh, cho nên là bài hát á, nhiều khi mình không có nghe được rõ lời cho lắm. Và cái giọng hát của bạn thì nó cũng một phần nó hơi bị thỏ thẻ. Nó chưa có được cái nội lực bên trong nhiều. Cho nên là nghe cảm giác như là mình đang hơi bị đuối đuối ở trong người á, cái bài hát này như vậy. Và bài hát nó hơi bị căng thẳng nữa. Cái bài hát này nó cần cái gì đó linh động hơn. Thì bài hát rất là căng thẳng, và khuôn mặt của bạn hơi căng thẳng. Thì nó làm cho cái phần trình bày chưa có được trọn vẹn cho lắm. Bù lại thì cái giọng hát của bạn là một cái giọng hát nó mang hơi underground, nó có những cái luyến lấy, những cái bẻ câu rất là hay. Và mình nghĩ là chỉ cần bạn tập kỹ hơn và lựa chọn cái tông bài hát hợp lý hơn, rồi cái một cái tempo vừa phải hơn thì bạn sẽ thể hiện bài hát nó tốt hơn, cộng thêm một cái phong thái gọi là bởi vì mặt bằng nên là thả lỏng mình hơn nữa, thì người ta sẽ nhìn bạn, nghe bạn một cách là thoải mái và trọn vẹn hơn.